chính thôi, mình học để chủ yếu là mình hiểu thôi, chứ còn những cái thông tin chi tiết thì sau này mình có điều kiện đó thì mình học lên thì mình tìm hiểu sâu thêm. Rồi nhưng mà dù gì thì mình học một buổi học thì cũng phải có mục tiêu. Đó thì ba cái mục tiêu mấy em cần nắm nè. Thứ nhất là mình biết về cái kiến thức vật lý đại cương người ta áp dụng vào cái lĩnh vực siêu âm. Rồi cái thứ hai, mục tiêu thứ hai là mình biết được cái nguyên lý tạo hình trong siêu âm. Thì cái này giống như mọi cái chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh khác. Thì khi mình làm một cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nào đó thì mình cũng cần phải biết hai cái nguyên lý tạo hình để mà mình sau này mình làm chuyên sâu đó thì mình chỉnh cái hình cho nó đẹp, để mình biết được những cái lỗi, những cái lỗi kỹ thuật đó để mình điều chỉnh để tránh cái chuyện chẩn đoán sai. Rồi cái thứ ba là cái mục tiêu thứ ba là mình biết một số cái kiểu siêu âm hiện nay để trên lâm sàng người ta ứng dụng trên lâm sàng. Về sách tài liệu tham khảo đó thì ở đây anh giới thiệu ba cuốn sách, coi như là ba cái cơ sở đào tạo ở ba miền đất nước, tạm coi như là sách giáo khoa. Còn cái tình bây giờ đó thì tài liệu rất là nhiều, đặc biệt là trên mạng. Tuy nhiên mà nó mình lấy những cái nào chính thống thôi. Thì cái cuốn đầu tiên đó là cái cuốn của anh thầy Nguyễn Phước Bảo Quân. Cái cuốn này viết lần đầu tiên năm 2002. Và tuy nhiên mà nó dài và nó chỉ có cái em còn sinh viên thì nhiều khi mình đọc nó sâu quá mình không hiểu, thì thôi thì khi nào cần thì mấy em lật ra mấy em coi ha. Cuốn thứ hai là cái cuốn Thông Qua Hội, ở trên cái hình này mấy em thấy đây là một cái hình chụp một cái máy siêu âm thiệt. Thì nó gồm ba cái bộ phận chính. Đầu tiên nè, ngay cái đầu mũi tên nè, chỗ con trỏ chuột nó di chuyển ha, thì đây là cái màn hình. Màn hình là cái hiển thị hình ảnh để cho cái người bác sĩ làm siêu âm người ta đọc kết quả. Đây là ba cái đầu dò, tức là cái nơi mà phát ra tia siêu âm cũng như thu nhận tia siêu âm. Rồi từ đây, từ đầu dò nó mới chuyển tín hiệu về cái thùng lớn lớn này nè. Đây là cái bộ xử lý trung tâm, nó giống như cái CPU của máy tính đó. Cái bộ xử lý trung tâm này nó rồi đưa cái hình ảnh lên trên cái màn hình cho cái bác sĩ làm siêu âm ta đọc kết quả. Còn những bộ phận khác, ví dụ như đây là máy in, đây là cái bàn phím, thì nó sẽ điều chỉnh khác nhau tùy rằng cái công ty, cái hãng sản xuất ra cái máy. Ở đây là ba cái đầu dò mà rất thường sử dụng trên lâm sàng. Đầu dò bên tay trái này, đây là cái đầu dò sector. Mấy em thấy nó thiết kế cái đầu dò nhỏ để mà người ta lắc vào cái khoảng liên sườn để người ta làm siêu âm tim. Cái đầu dò ở giữa thì người ta gọi là đầu dò cong hay đầu dò convex. Convex nó để làm cho những cái thường thường là làm cho siêu âm ổ bụng. Đầu dò bên tay phải màn hình là đầu dò linear, đó là đầu dò phẳng. Cái này được ứng dụng trong những cái tình huống mà cái tổn thương nằm gần bề mặt da, tức là ngay dưới da, cú những cái bệnh lý của phần phụ của da, ví dụ như là nang tuyến bã hay là áp xe cơ, áp xe phần mềm, viêm mô tế bào, mạch máu chi, vân vân. Thì đây người ta sử dụng cái đầu dò linear này người ta làm. Ngoài ra còn có nhiều cái đầu dò chuyên ngành nữa, ví dụ đầu dò trong lòng ống tiêu hóa, đầu dò trong lòng trực tràng, trong cái bọn là người ta cái tần số sử dụng. Rồi thì đây là một cái hình, trong cái slide này người ta sẽ nói về bốn cái độ hồi âm mà mình đi lên hay nghe, đó là độ echo kém dày. Thì cái hình cùng bên tay trái, đây là một cái hình chụp cái lát cắt qua cái gan, chỗ cái mũi tên anh chỉ nè, đây là cái hình ảnh của túi mật với cái lòng túi mật nó màu đen đen này, rồi cái thành túi mật là một cái đường màu trắng. Ở đây đây là tĩnh mạch cửa nhánh mình cũng vậy, nó màu đen đen nha, cái thành cái vách này
Tính là chỗ nhánh trái này, nó màu trắng trắng. Phần còn lớn này nè là chủ mô gan. Chỗ này là tĩnh mạch chủ dưới. Một cái bao bọc bên ngoài nha. Đó mấy em thấy con trỏ nó chạy dọc theo. Đây là cái vòm hoành, ngoài bên phải. Thì như vậy mình thấy trên một cái hình siêu âm cắt ngang qua một cái lát cắt ở ở gan, gan chỗ đa gan đây nè, thì mình thấy thực chất cái hình trong này là tập hợp của rất là nhiều cái ảnh điểm, cái ảnh điểm đen trắng đen trắng. Thì trong thuật ngữ trong khi người ta so sánh hai cái vùng, ví dụ mình thấy cái túi mật đây thì cái thành túi mật, cái thành túi mật này, cái thành túi mật là ngay đầu mũi tên ha, màu trắng. Cái lồng túi thì đó, cái với cái trực quan mình nhìn thấy đó, cái màu nó đen đó thì ta gọi là eco, cái nó gọi là eco dày. Cái này nó có tương đối, tương đối có nghĩa là khi mình so hai sao bùng kề kề nhau đó thì cái nào nó đen hơn là eco kém, cái nào dày hơn là eco. Nhưng mà khi mình so ba cái với nhau thì mình cũng chỉ nói kém hay dày giữa hai cái vùng mình cần so sánh thôi, chứ không so cái này. Anh nói thí dụ nè, vòng hoành thì so cái vòng hoành này ngay đầu mũi tên này thì so với cái chủ mô gan đó thì nó dày, hay mình nói ngược lại đó, cái chủ mô gan nè so với vòng thì eco kém hơn, đây là chủ mô gan so với vòng hoành thì eco kém hơn. Tuy nhiên chủ mô gan so với cái lồng túi mật này thì chủ mô gan cái bộ eco nó sẽ dày dày hơn, nó trắng hơn. Rồi mình nhìn xuống cái hình bên dưới bên phải nè, đây là một cái tổn thương eco kém ha, rất là đồng nhất ngay đầu mũi tên nè, rất là đồng nhất. Mình nhìn xuống phía dưới cái tổn thương này chút xíu, đây ngay cái đầu mũi tên này, thì mấy em thấy nó, cái vùng chỗ này cái màu nó có vẻ trắng trắng hơn so với hai cái vùng cái bên, ví dụ vùng bên trái và cái vùng bên phải. Thì cái vùng nó về một cái hình ảnh trực quan đó thì nó, thì thuật ngữ siêu âm thì mình nói chỗ này nó echo nó dày hơn, dày hơn so với hai bên. Thì một cái tổn thương dạ thưa mà thầy, âm echo rất là kém. Rồi nói đi em. Dạ ý em thấy lag với slide không 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 di chuyển với nãy giờ khó khó thấy đó. Không không thấy đầu, không thấy con dạ. Con trỏ di chuyển hay sao? Không thấy con trỏ di chuyển với slide chuyển luôn rồi nó cứ lắc lắc nãy giờ. Thầy ơi do bạn yếu quá thầy, wifi vậy yếu. Là chắc là tại cái wifi yếu hả? Đây thầy tắt tắt cam màn hình thử được không? Tắt cam màn hình phải không? Rồi rõ chưa em? Được chưa? Dạ alo. Cái màn hình alo. Thấy được chưa? Alo. Giờ thầy di chuyển trỏ chuột thử nói tháng được không? Thấy được chưa? Thấy được chưa mấy em? Alo, mấy em thấy chưa? Dạ thấy slide túi mật với lại con chuột rồi thầy.
Rồi, Nhưng mà bây giờ con xuống chuột, dưới này. màu đen thì hơi khó nhìn trên hơi khó nhìn nữa thầy. Dạ thầy ơi, ở dưới có cái laser pointer này. Dưới Góc bên trái phía dưới màn hình có hình cây bút á. Có cái biểu máy tượng này cây không bút thấy á. em ơi, không thấy cái máy này không thấy. Thầy rê chuột từ từ phía dưới bên trái á. Đây đây đây. Đúng rồi nè. Đây, thấy chưa? Dạ rồi. Thấy ha. Thấy được không em? Dạ được. Được ha, rồi. Bây giờ cái slide nó ổn chưa? Nó có còn rung lắc nữa không? Alo. Nghe đỡ hơn hồi nãy nữa thôi. Cái mạng wifi bên này nó hơi yếu. Rồi, bây giờ nói lại cái chỗ mà cái tổn thương cái slide cái hình góc bên phải dưới bên phải nè. Mình thấy cái tổn thương echo kém này không? Em thấy con rõ không? Alo. Dạ thấy Dạ rồi ạ. thấy rồi. Thấy Dạ rồi thấy. ha, rồi. Nghe được không? Nghe rõ không? Dạ rõ Dạ thầy. rõ. Rồi. Thì mình thấy ở đây nè là một cái tổn thương echo kém ha, tức là cái màu đen tương đối đồng nhất. Ở phía sau cái tổn thương này nè là một cái vùng ha, cái vùng echo nó dày dày so với cái hai hai cái vùng hai bên nè. Thì cái tổn thương mà ở trên ha, nó kém echo kém tương đối đồng nhất và ở phía sau một cái vùng echo dày ở phía sau đó, thì cái vùng echo dày này nè trong cái thuật ngữ siêu âm người ta nói, người ta dùng cái từ là tăng âm phía sau. Tăng âm phía sau có nghĩa là một cái sau một cái tổn thương echo kém thì nó có một cái vùng echo dày dày hơn so với hai cái vùng hai bên đó. Mình thấy ở giữa là nó trắng hơn nè, thì cái hiện tượng này ta gọi là tăng âm phía sau. Là một cái tổn thương mà echo rất là kém, tức là kém mà rất là đồng nhất kèm theo cái hình ảnh tăng âm phía sau thì người ta gọi nó là echo trống. Echo trống này nó muốn muốn nói đến cái bản chất cái tổn thương này là chứa dịch. Thí dụ như là một cái nang nước hay là một cái tổ chức nó hoại tử hết luôn đó, hoặc là một cái cấu trúc ví dụ như là túi mật trên đây chứa dịch hoặc là lòng mạch máu. Thì đây là một cái tổn thương echo rất là kém và kèm theo tăng âm phía sau thì ta gọi là echo trống. Còn echo hỗn hợp là một cái tổn thương một cái vùng mà nó có nhiều cái mức độ echo khác nhau, ví dụ như vừa có kém vừa có dày vừa có trống, hoặc là những cái hình ảnh đông đà vô hóa rồi bên trong thì nó gọi là echo hỗn hợp. Như vậy trên siêu âm mát nó có bốn cái ha, kém nhắc lại kém tức là về mặt trực quan mình biết nó trắng dày, còn trống echo kém rất đồng nhất kèm với tăng âm phía sau và echo hỗn hợp là có nhiều cái mức độ echo khác nhau trong một cái tổn thương hay là một cái vùng. Rồi cái này mình học đại cương thì mình cũng biết nắm qua lịch sử một tí, thì cái thời điểm đầu tiên đó liên quan tới siêu âm là vào năm 1880. Cái năm chắc đi ha, hôm nay là anh hai vợ chồng rất là nổi tiếng là Pierre Curie và Marie Curie. Pierre và Marie Curie thì hai anh em chúng mình sẽ học đó là hiện tượng áp điện, cái hiệu ứng hiện tượng áp điện hay là hiệu ứng áp điện cũng được, từ cái những cái tinh thể thì cơm có tinh thể gốm, tinh thể thạch anh. Thì cái tinh thể mà hai anh em nhà Curie tìm ra đầu tiên đó là tinh thể thạch anh. Cái hiện tượng áp điện này nó cũng xảy ra trên những cái tinh thể như là gốm. Sau này người ta ứng dụng, người ta làm cái đầu.
Sau đó tới năm 1917 đó thì người ta dùng cái kỹ thuật siêu âm này, người ta phát hiện ra tàu ngầm. Năm 1900 thì cái hãng Siemens mà bây giờ mới thấy là rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực cho nó hình ảnh, họ sản xuất máy cho nó hình ảnh, gần như tất cả cái máy cho nó hình ảnh thì đều có cái công ty Siemens đều sản xuất được hết. Thì người ta sản xuất cái máy đầu tiên là năm 36, đặt cái tên Sonostat. Tới năm 42 đó thì cái ông tác giả, ông bác sĩ người Áo này nè, ông ứng dụng vào thì ông thể coi cái sọ não đó, thì ông thấy được cái rãnh liên mạc cầu não giống như bây giờ mấy em chụp CT mà coi cái đường đường giữa nó bị đẩy lệch quan trong cái tổn thương chèn ép, ví dụ như là có u não hay là có máu tụ trong sọ và nó đẩy lại cái đường giữa đó. Thì từ năm 42 một cái bác sĩ người Áo, người ta đã ứng dụng cái siêu âm vào, người ta thấy được cái rãnh liên mạc cầu. Rồi, thập niên 50, 60 thì bắt đầu ứng dụng vào siêu âm tim, siêu âm sản khoa. Tới thập niên 80 đó, 90 đó thì bắt đầu có cái những cái phát triển về mặt siêu âm, ví dụ như là siêu âm Doppler màu, người ta khảo sát được dòng chảy phân bố mạch máu trong một cái tổn thương. Người ta có cái kỹ thuật gọi là đa tần số. Một cái đầu dò nó có thể nó có nhiều cái tần số. Cái thuật ngữ giải động này, thuật ngữ giải động á, siêu âm giải động nghĩa là giống như chụp CT toàn thân bây giờ đó, thì thường thường mình làm siêu âm, ví dụ mình làm siêu âm thai thì mấy em chỉ thấy được một cái vùng thôi, còn cái siêu âm giải động là mình có thể thấy toàn bộ, thường thường là toàn cơ thể. Rồi từ hồi đầu thế kỷ 21 tới nay á thì hai cái siêu âm phát triển rất là nhiều, đó là siêu âm 3-4 chiều và siêu âm đàn hồi mô. Thì cái này chút xíu nữa trong cái phần mà các mod siêu âm, các kiểu siêu âm đó thì anh sẽ nói chi tiết hơn. Ở Việt Nam mình đó thì siêu âm phát triển từ đầu thập niên 90, bắt đầu ở trung tâm chẩn đoán y khoa, trung tâm chẩn đoán y khoa Hoài Hảo của thầy Phan Thanh Hải, thì thành lập năm 88 tới năm 90 đó, đầu những năm 90, 91, 92 thì gần như tỉnh nào cũng có một. Thì điểm qua một chút về lịch sử để em nắm cái phương siêu âm. Đây là những cái nhân hình, những cái nhân vật lịch sử mà mình mới vừa đề cập. Rồi bây giờ quay về cái phần thứ nhất, cái mục tiêu thứ nhất là vật cương. Thì siêu âm, cái sóng siêu âm đó về mặt định nghĩa đó là những cái sóng cơ học. Thì nếu mà em nhớ là cái chương trình mà cái rung động cơ học này nè, mình sẽ được học hình như là năm lớp 11. Thì cái sóng siêu âm này là cái sóng cơ, những cái rung động cơ học, tức là những cái sóng cơ học nó có những cái tính chất vật lý giống như là một cái sóng cơ học, nhưng mà cái tần số thì cái tai người mình nghe không được. Rồi thì về âm học đó, thì nhắc lại một chút xíu, cái tai người mình bình thường mình có thể nghe được những cái âm thanh với cái tần số từ 20 đến 20.000 hẹp. Ở dưới cái tần số 20 hẹp thì người ta gọi là hạ âm, cái thuật ngữ là hạ âm. Còn ở trên cái tần số 20.000 hẹp thì người ta gọi là siêu âm. Trong cái phần siêu âm mình đề cập ở đây là siêu âm chẩn đoán, nó có một cái siêu âm điều trị nữa, đó là cái máy mà để điều trị cái giảm đau ở cái khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng đó. Thì cái đó là siêu âm điều trị, còn của mình là siêu âm chẩn đoán. Thì đây cái slide này là những cái khái niệm nó liên quan tới âm học, mình chỉ nhắc lại thôi. Thì đầu tiên là cái chu kỳ, vì nó là sóng, những cái rung động cơ học nên mình có những cái khái niệm của những cái sóng âm thanh. Thứ nhất là chu kỳ, đó là khoảng thời gian thực hiện một cái nén và giãn của một cái sóng. Còn độ dài bước sóng đó là quãng đường mà cái sóng nó truyền đi được trong một cái thời gian là chu kỳ. Thì nói thì nó khó hiểu nhưng mà nhìn cái hình này là mình thấy nó dễ hiểu ha, nhìn cái này biết.
Đây là quãng đường, đây là độ dài bước sóng nè, có nghĩa là cái quãng đường mà một cái sóng nó đi hết một cái khoảng thời gian là một cái chu kỳ. Còn cái thời gian, cái chu kỳ đó là cái khoảng thời gian mà sóng nó nén lại xong nó giãn ra, đó là chu kỳ. Còn tần số là số số chu kỳ trong một cái đơn vị thời gian, mà ở đây là giây. Thì những cái đơn vị về tần số đó, đầu tiên đơn vị chuẩn là 1 hertz tới 1000 hertz là kilohertz. Còn cái đơn vị mình dùng trong siêu âm đó là megahertz, tức là bằng 1 triệu hertz. Một cái đầu dò siêu âm của mình thông thường nó dao động từ khoảng 3.5 cho đến 7.5. Đó là những cái đầu dò rất hay sử dụng trên lâm sàng. Còn những cái đầu dò chuyên biệt nó có thể cao hơn, ví dụ 20-40 MHz. Còn thường thường nó nằm ở con số từ 3.5 đến 7.5 MHz. Rồi cái sóng âm á, thì cái bản chất của sóng âm là sóng cơ học, thì nói rồi ha, nó tuân theo quy luật, mọi cái quy luật đối với sóng cơ học. Cái sóng này nó có thể đàn hồi, nó thay đổi hình dạng và nó có tính chất phản xạ và khúc xạ. Một chút xíu nữa mình sẽ thấy cái hình nói là sóng cơ học và với những cái tính chất của cái sóng cơ học. Tuy nhiên mà để hình dung cái tính chất đó thì nhiều khi mấy em không có nhớ hết cái tính chất vật lý của sóng cơ học, thì anh sẽ sử dụng cái hình ảnh, mà không phải anh sử dụng đâu, trong sách người ta cũng sử dụng cái hình ảnh của cái định luật truyền ánh sáng đó để người ta giảng về cái sóng cơ học, vì cái tính chất vật lý nó tương tự như nhau. Nó có tính phản xạ cũng như là tính khúc xạ. Cái sóng âm thanh này nó truyền năng lượng cho môi trường nhưng mà nó không có ion hóa, có nghĩa là nó có thể làm cái môi trường nóng lên nhưng mà nó không có tạo ion trong môi trường đó. Và nói dễ hiểu là nó vô hại, tức là nó không có hại đối với cơ thể. Nó khác với những cái tia, ví dụ như tia laser, tia X, thì đó là những cái tia mà nó làm cho nó gây ion hóa môi trường và nó gây hại cơ thể, ion hóa cái môi trường khi nó truyền qua, và do đó nó không có gây hại cho cơ thể. Rồi cái việc mà mình ghi cái hình siêu âm đó thì nó đẹp hay xấu, nó ra cái hình chuẩn hay không chuẩn, thường thường nó tùy thuộc vào 5 cái yếu tố vật lý mà mình sẽ lần lượt mình nói sơ sơ qua. Thứ nhất là cái tốc độ truyền của sóng âm trong cái môi trường. Thứ hai là cái trở kháng âm của môi trường. Cái trở kháng âm này có nghĩa là cái môi trường đó cho cái tia mạnh trong điện vậy đó. Rồi định luật truyền âm có nghĩa là nó chút xíu nữa mình sẽ học cái truyền âm nó truyền tia tới rồi tia phản xạ, tia khúc xạ rồi vân vân. Rồi sự hấp thụ của tổ chức có nghĩa là cái tia siêu âm nó truyền qua cơ thể thì nó sẽ bị hấp thụ dần dần và nó sẽ giảm dần cái năng lượng truyền. Rồi thứ ba là cái thông số, độ dài bước sóng mà nó thể hiện qua cái đầu dò siêu âm của mình làm đó. Đó là cái tần số của cái đầu dò siêu âm. Ví dụ như đầu dò tần số thấp thì cái hình nó sao, đầu dò tần số cao thì cái hình nó làm sao. Thì đó là năm cái tính chất vật lý mà nó sẽ ảnh hưởng lên cái chất lượng hình siêu âm để mình làm. Tính chất đầu tiên đó là tốc độ truyền siêu âm. Tốc độ truyền của âm thanh trong cái môi trường nó mật độ phân tử cao đó, ví dụ như là môi trường đặc này, mật độ phân tử của môi trường nó càng cao thì cái tốc độ âm thanh truyền lớn nhất. Như vậy ngược lại thì những cái môi trường mà cái mật độ phân tử càng thấp, ví dụ như khí, thì tốc độ truyền âm thanh là thấp nhất. Thì ứng dụng trong cái cơ thể mình á, thì người ta có một cái bảng. Cái này là người ta đã làm thực nghiệm. Ta làm thực nghiệm xong người ta tính toán được con số, người ta ghi ra đây. Thì mấy em thấy là cái tốc độ truyền âm thanh tốt nhất trong các cơ quan trong cơ thể mình đó, thì đó là xương. Xương với cái vận tốc truyền là khoảng chừng 4.080 mét trên giây. Cái tốc độ truyền thấp nhất là khí. Thí dụ một cái dạ dày, em làm siêu âm cái vùng thượng vị để coi cái tụy. Nếu một cái dạ dày rỗng chứa đầy hơi thì cái tốc độ truyền siêu âm qua đó rất là thấp. Nếu mình cho uống nước thì trong dạ dày nó chứa nước đó, thì cái tốc độ truyền âm thanh nó có thể tăng lên, nó giống như cái mật độ truyền của mô mềm.
Rồi những cái cơ quan khác trong cơ thể thì em thấy là nó xoay quanh con số 1540, người ta tính trung bình này, 540. Nghĩa là tốc độ truyền âm thanh trong những cái mô mềm trong cơ thể, ví dụ như là cơ, gan, thận, mỡ vân, thì nó thường thường nó sắp xỉ con số 1500 mét trên giây. Mình chỉ nhớ hai đầu là xương là truyền tốt nhất, tới khí là truyền kém nhất, còn những cái mô mềm khác là gần gần như nhau. Đó là tốc độ truyền âm thanh. Trong cái truyền âm thanh đó thì người ta có một cái công thức vật lý. Đó là cái tốc độ truyền âm thanh thì nó bằng tần số nhân với cái độ dài bước sóng. Tần số ở đây thực chất nó là thời gian, F là thời gian. Nên để còn độ dài bước sóng này thì gần như là quãng đường. Nên mình để nhớ công thức này đó thì mấy em nhớ công thức tính vận tốc đó, nó dễ nhớ hơn. Vận tốc ha. Vận tốc nè thì bằng quãng đường, xin lỗi, vận tốc nè thì bằng quãng đường chia cho thời gian. F ở đây là tần số, là 1 trên t đó, thì nghĩa là vận tốc thì bằng quãng đường và chia với thời gian. Thì mình nhớ công thức nó dễ hơn công thức này. Cái này nó ứng dụng vô trong cái trong những cái tình huống mà xác định cái ánh giả ha, nhưng mà nó rất là sâu quá. Sau này mấy em có điều kiện học em hỏi thì anh sẽ giải thích thêm cho. Nhưng mà với cái buổi giảng của Y4 thì không có đào sâu vào công thức này. Là mình chỉ cần biết rằng cái liên mối liên hệ giữa vận tốc truyền âm thanh với cái bước sóng và cái tần số thì để nó cho ra cái hình ảnh. Thì có những cái hình ảnh mà nó cho ra cái hình ảnh giả, tức là hình ảnh nó không có đúng đó, thì do nó sai lệch về cái vận tốc truyền này. Đó, thí dụ như đây, cái hình này nó minh họa cho một cái hình ảnh giả mà do sai lệch về vận tốc truyền âm thanh. Mình nhìn vô cái hình này nè, mấy em nhìn vô cái hình này thì em thấy cái vòm hoành này, hồi nãy trên cái hình gan hồi nãy đó, một cái đường echo dày này, đó là vòm hoành bên phải. Mình thấy tới đây nó bị nứt ra. Thì cái ảnh này là ảnh giả, do cái chỗ này nó có cục u. Cái vận tốc truyền âm qua chỗ cục u này nó thay đổi ha, so với lại cái vận tốc truyền âm qua cái mô gan bình thường. Nên nó tạo ra một cái hình ảnh giả. Đã. Thì nếu một bệnh nhân mà có cục u như vậy mà vô làm siêu âm, mình thấy cái vòm hoành nó bị mất liên tục. Thì nếu mình không được học về ảnh giả đó, không được học về kiến thức cơ bản về siêu âm đó, thì mình sẽ dễ đầm chẩn đoán là đây là vỡ cơ hoành. Còn nếu mình được học bài bản thì mình nhớ rằng đây là cái hình ảnh giả do cái vận tốc truyền âm qua cái khối u này nó gây ra. Đó. Thì đó là đây là cái hình minh họa cho cái kiến thức về liên quan giữa vận tốc truyền âm, tần số và độ dài bước sóng. Mấy em chỉ cần biết tới đó thôi. Còn chi tiết thì em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì gặp anh sẽ giải thích chi tiết tại sao nó như vậy, tại sao nó có cái hình ảnh giả này. Rồi. Cái này là một cái ví dụ minh họa cho kiến thức vật lý đại cương ha. Rồi thứ hai nữa, cái khái niệm thứ hai là trở kháng âm. Trở kháng âm tức là mình hiểu nôm na là cái khả năng âm thanh nó truyền qua một môi trường đó. Thì với cái khái niệm trở kháng âm nè, người ta có một cái khái niệm gọi là giao diện âm. Giao diện âm có nghĩa là nơi tiếp giáp giữa hai môi trường mà có cái trở kháng âm này khác nhau nè, hay là có cái tính chất vật lý khác nhau đó. Tính chất vật lý khác nhau nghĩa là cái trở kháng âm nó khác nhau. Thí dụ như mình có ở dưới là gan, ở trên là phổi, hai cái môi trường truyền âm đó hoàn toàn khác nhau xa lắm. Thì cái cơ quan ở giữa là vòm hoành được coi như là một cái trở kháng âm. Hoặc là cái hình gan hồi nãy đó, ví dụ mình xét cái hình này nè, cái nhu mô gan ở bên ngoài, ở trong lòng này là mạch máu, thì cái môi trường truyền âm của mạch máu với cái nhu mô gan là khác nhau. Vậy cái thành mạch máu chỗ này, thành mạch máu cái này, đó là một trở kháng âm. Thì chính tại những cái trở kháng âm á, những cái nơi tiếp giáp giữa hai cái môi trường và với cái tính chất vật lý nó khác nhau rồi, nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng vật lý mà nó liên quan tới cái hình ảnh của mình.